Teleport to Vanaheim Medium. Đến chưa? NE rồi, đợi tí. Ô tại sao màu xanh? Màu này màu siêu siêu dễ à? Medium là trung bình, còn dễ là màu trắng. Đang 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 tele khả năng tự tele sướng thế nhỉ. Welcome to đến với cả Vanaheo. Chỗ này thì chính là cái thế giới mà em cần đấy, em trai của anh ạ. À đủ. Em đến chưa? À đủ. Đây. Quay chưa? Quay chưa? Đáng quay, em vẫn quay từ đây đến giờ. Quay đi. Đợi chờ gì nữa. Từ từ xem nào, cưỡi con kia xem nào. Ủa, đây à? Ui. Ui. Nó đẹp ý. Ui. Mẹ hóa ra cây thế giới của mình đẹp. Ừ, sao lại quay lại vướng nhà người ta rồi? Ơ. Cây thế giới là ở Vanaheo à? Anh không biết đâu đấy. Ui. Ui. Em vừa nhìn thấy anh mà. Đẹp quá. Ui anh đang ở cây thế giới, gốc cây thế giới luôn này. Có cái bông hoa to lắm. Em ạ, anh ở trong bông hoa to lắm. Bông hoa to chạy thác chảy xuống á? Ừ. Bông hoa to đùng luôn ấy. Thật sự. Chỗ cái hồ đúng không? Ừ. Xong rồi có nhà, còn có thằng nó còn xây cái nhà theo kiểu hình hình cái chỗ lấy cầu ấy. quay đi, đẹp thật. Đẹp thật, đẹp quá. Ôi. Ôi, cái cây này nó thật là đẹp em ạ. Ui to nhỉ. Mày đến chưa? Có leo lên không? Chưa? Em đến chỗ cây hoa to đùng như thế. Anh đâu thấy mày đâu nhỉ? Sao em hay là nhầm bên rồi? Có hai bông hoa thôi mà. Em đang ở chỗ hồ này. Nó cạnh nó có ấy không? Đây anh ở đây này. Cạnh nó có cái tòa nhà mà đang ấy không? Đang xây theo kiểu cái trụ lấy cầu không? Không. Cái thác nước này. Một hoa trắng, hoa hồng, mày ở hoa nào đấy? Một hoa, đúng rồi, cũng một hoa trắng rồi, một hoa trắng. Mày hoa trắng gì? Ừ, anh ở trên thác nước à? Ở trên cái thác nước gì? Ờ, mày ở dưới à? Em ở dưới. Đây đi. Ủa, đẹp nhờ. Thiếu nhảy được. Đẹp dã man ấy. Thiếu nhảy được, cay thật sự. Thế mà mình không thể chuyển đến đây luôn, ba hai nhau luôn, mày chả đọc thần thoại gì. Ơ. Này, hơi cáu rồi nha. Cái gì? Leo lên, đéo leo được. Sao bên kia lại có hoa trắng hoa hồng nữa? À, thế là ông nhầm bên với tôi rồi, thảo nào. Sao có đến 4 năm bông hoa trắng hoa hồng thế này? Thảo nào. Hai hoa nào hoa hiếm mà. Cái hoa cái thế giới đấy. Từ từ thế thì em thử leo leo lên cây thế giới xem. Leo đỉnh thì em có leo không nhỉ? Thử đi. Cơ hội nghìn năm có hai lần. Có đường nào lên không? Không phải đường này. Đấy, phải tìm đường leo lên cây thế giới. Sao không phải leo nhảy lối này lẻ lên mà. Nhìn nó tao nhảy đây. Em nhìn được anh em đã nhảy. Đó. Được chưa? Thôi dừng lại chạy lên thôi. Ui. Được đấy, anh ở trên đỉnh cái thế giới em ạ. À rơi con mẹ nó em ơi. Thôi, anh tạm biệt em. Anh gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Ui. Mẹ cây thế giới nó cũng lóng cành lắm, đéo biết là cành nào cơ. Yên tâm, yên tâm. Mày cứ lên trên đỉnh của mày sẽ gặp anh. Ủa con mẹ. Ở trên đỉnh vinh quang chờ em. Con mẹ bây giờ rơi là chết đấy. Chết đâu, con này rơi không chết được. Nó chỉ mất máu thôi. Nó mất đến anh còn đúng tí máu à. Pha tự hủy quá, lên cây thế giới này khả năng cao toàn em ạ. Ồ đây ở đang ở trên cành cây thế giới này. Anh ơi, anh thấy mày nhảy rồi. Hello em nhá. Đâu không, anh đâu? À đây rồi. Tao thấy giời anh em mình. Ôi con mẹ đi qua kiểu làm gì, nhảy cái gì đấy? Đi vòng kiểu đéo gì nhỉ? Nhảy em tưởng lên cao nữa. Thôi.
Thôi ông ơi, nhảy là chết đấy. Thôi đứng đây, đứng xuống, đi xuống, đi xuống. Có con gì bay đây được không? Thôi đi xuống đi. Đừng đứng đây với anh, đứng đây anh được chuyển cho. Con từ từ anh. Văn này heo. Anh. Cái gì? Anh dịch chuyển rồi à? Em thì bảo em đi bộ lên, em để con Salome ở đây cho anh. Con gì em sẽ luôn nhớ đến nó. Thôi. Ơ thực sự em cảm giác em leo lên được ấy. Em cảm giác em chạy bộ đi được ấy. Cảm giác đẹp quá. Thế là mày bỏ xa ở ngoài đảo, đảo đâu? Kiểu nhìn hình nó thế. Bỏ sao anh bật map lúc rồi.